Thiền sinh ơi hỡi thiền sinh, hôm nay Guru lại xuống bếp. Hương vị yêu thương Guru nấu, hương vị đậm đà Guru nêm. Minh sư là thế giữa nhân sinh, thiết giảng chân lý và chế biến ẩm thực. Ta nấu thật ngon bờ hồng danh ta niệm, sức gia trì này lan tỏa khắp nơi nơi. Hãy ăn ngon, đó là sức lực yêu thương, cho đời khỏe khoắn không sợ béo phì đâu nhé. Món ăn Ruma nấu đầy đủ dinh dưỡng, không phải chỉ cho nhục thể này mà thôi. Ta chăm dinh dưỡng cho các con cả tâm linh, nghiệp chướng tiêu trừ bởi món ăn Ruma tận tình nấu. Tình thương vũ trụ ta rải ban từ khu bếp, lòng vào món ăn ta xào, ta nấu, ta kho. Món ăn Ruma nấu không khi nào trùng nhau, bởi vì tình Ruma là mênh mông vũ trụ. Món ăn của ta bổ dưỡng cho linh hồn cả thể xác. Món ăn của Ruma chữa đi bá bệnh vô minh. Đau khổ sẽ hết liền khi các con ăn vô. Món ăn Ruma chứa chan hồng danh phúc lạc. Bình an không ngừng ta cứ niệm. Vậy nên món ăn Ruma nấu rất đậm đà yêu thương. Thiền sinh hỡi, thiền sinh ơi, cứ thả lỏng, ăn đi cho đời bớt khổ. Ngàn năm Thượng Đế mới đưa minh sư kiểu này xuống thế. Không bao giờ kiếm được vị nào như Ruma nữa đâu. Ta là minh sư khác lạ của càn khôn. Món ta nấu ta xào đầy tình thương bất diệt, đầm ấm từ bi ngọt ngào bác ái. Thiền sinh hợi nhị khai ngộ trong đây. Thiền thất 7 ngày sẽ qua rất nhanh. Vì sự bình an của muôn sinh ta vào bếp, nấu những món ăn cho ngàn người thưởng thức. Hương vị ta niêm ấm áp những hồng danh. Thiền sinh ơi hỡi những thiền sinh, món ăn Guru nấu cứ ăn đi cho khỏe. Nhục thể luôn dẻo dai, linh hồn luôn đẹp đẽ. Có tăng căn chút vẫn đẹp, vì bên trong mình được thăng hoa.